Chào chị. Hello, bà tướng chào Phan. Anh dạ. Chào. Trời, bữa nay có hẹn hay không mà mặt cùng tông quá vậy nha. Nói chung là không có cần phải hẹn đâu. Dạ. Và anh Kiệt với Hồng Phượng á, là nói chung là nó có một cái sự liên quan với nhau từ lâu rồi. Từ 2016 tới bây giờ mới gặp lại nhau đó. Là cái sự liên quan mình nó cũng đứt khúc khoảng 7-8 năm rồi đó. Đúng chị rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Hồng Phượng mến chào toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Đấu Trường Ẩm Thực. Là lần thứ mấy chị đến với đấu trường ẩm thực rồi? 2-3 lần gì rồi? 2-3 lần, mấy lần trước thắng không? Lần nào cũng thua. Lần nào cũng thua. Sẽ là lượt nấu ăn đến từ anh Hoàng Kiệt. Mình có một cái lợi thế khi mà giành chiến thắng, đó là tất cả những nguyên liệu để mà thực hiện món ăn này được Chef Dũng chuẩn bị đầy đủ trên bàn hết trơn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm lại những nguyên liệu để mà thực hiện món súp. Nguyên liệu súp nấm hoa nghệ Tây, chúng ta gồm cà rốt, bắp, nhì hoa nghệ Tây, nấm kim châm, nấm đùi gà, nấm bào ngư, nấm hương, bột năng và một trái bí, bao tử, ngò rí. Dạ, 3, 2, 1 bắt đầu nấu đi ạ. Thì mình lấy một nồi nước, mình bắt nước sôi lên. Rồi, anh ở đó đi, anh lên nấu cho. Rồi mình lấy bắp và cà rốt, con cải, mình cắt nhỏ ra để mình hầm nước dùng. Rồi, mình rửa cái này mình bỏ vào nồi để hầm nước dùng. Hầm rửa này chứ ha. Sau đó quay qua mình sơ chế mấy cái này, mình cắt sợi nhuyễn ra. Những cái này sợi nhuyễn hết. Đúng rồi, dạ. Mình cắt càng nhuyễn càng tốt. Cái nấm bào ngư mình có thể xé. Mình có thể xé cho nó dễ. Dạ. Nên nấm kia mình cắt. Trong nồi nước dùng này có bỏ thêm gia vị gì không anh Dũng? Dạ, mình để cho hầm cho ra nước chứ mình đem sau. Có cần đậy nắp lên không? Dạ, có. Đậy nắp. Nấu luôn đi phá. Chứ chị thấy là em hỗ trợ quá sức rồi. Chúng hồi nó thông phụ nè nha. Nấm này mình cũng xé sợi luôn ha. Dạ, đó mọi người xé sợi dễ hơn. Nhìn vui ha, nhưng cảm giác như chơi đồ hàng vậy đó. Mình lấy năm tay nấm hương, mình cắt cái gốc rồi mình cắt nhuyễn. Rồi còn nấm kim châm thôi. Kim châm. Giờ mình lấy xé 1/3 thôi, 1/3 mình cắt khúc ra là được rồi. Rồi còn cà rốt nữa. Mình nấu súp chứ không phải nấu bò kho anh. Mình cắt nhuyễn thôi. Anh bầm luôn rồi. Rồi phần ngò mình cắt, mình lấy một ít mình cắt nhuyễn ra. Rồi tới giờ tới gọt trái bí nè, móc ruột nó ra. Đúng rồi. Để ha. Để nằm ngang ra cắt. Ủa anh ơi, vậy sao cắt được anh? Xoay cái trái vòng vòng đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, một chút nữa thôi. Giỏi quá. Hay. Trời. Cảm thấy mệt mỏi dữ lắm luôn, thật sự luôn á. Mình lấy cái muỗng mình khoét cái phần bên trong ra, mình bỏ cái phần ruột. Ôi, hồi nãy là mình có cái này nữa nè anh. Dạ đúng rồi. Cái rơm nó phồng lên. Mình chiên giòn lên. Đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ phải bắt chảo thôi. Chiên cái này dầu nhiều không anh? Dạ được rồi anh. Được rồi ha. Mấy anh qua anh chiên đi, em móc này cho. Rồi. Ok. Yếu giúp đỡ đi. Rồi mình vớt rau củ ra. Đúng rồi, để Kiệt giỏi quá. Chỉ có Kiệt mới làm được vậy thôi, không ai làm được đâu nghe. Rồi mình nêm súp, nêm đường và muối. Muối giúp làm tăng cái vị mặn cho món ăn. Rồi, đúng rồi, rồi. Chút xíu đường. Đường là cái nào nè? Đúng rồi. Cho nửa muỗng đường, nửa muỗng. Hay vậy lắm nha. Rồi, ok. Rồi sau đó mình cho 2 muỗng cà no. Xòi quá rồi. 2, 3. Xéo. Quá ngon. Rồi sau đó mình cho rau củ vào. Vào đây luôn. Dạ. Lấy cái chén mình pha bột năng này ra. Cho nước vào mình pha tan ra. Rồi mình cho khoảng 3 muỗng bột năng. 3 muỗng đầy luôn. 3 muỗng đầy. Rồi mình cho nước vào. Khoảng 2 bát canh. Rồi. Rồi mình tan đánh cho nó đều ra. Tan ra. Rồi mình bỏ bột năng vô. Rồi mình bỏ từ từ thôi, mình khuấy đều lên. Ok. Cho nhì hoa nghệ Tây vào. À rồi. Mình cho mình để lại cỡ 15-20 sợi chút xíu, mình để co bên trên. Rồi, mình tắt bếp rồi, mình tắt bếp được rồi. Được rồi. Ôi, những muỗng súp đầu đời của con. Trời ơi. Ba mẹ chắc sẽ tự hào lắm. Ba mẹ ơi. Nhìn camera nói kìa anh Kiệt. Đừng làm anh rung, đừng làm anh rung. Rồi, sau đó mình cho ít ngò, ngò cắt nhuyễn, chút xíu tiêu. Nhuyễn ha, trên đây hả? Rồi đúng rồi, cho ít thôi. Súp ngò à hả? Rồi mình cho nhiều hoa nghệ Tây vào. Xíu tiêu nữa. Đúng rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Hay quá Kiệt ơi. Xong. Và như vậy là món ăn mà ca sĩ Hoàng Anh Kiệt đã hoàn thành xong.
giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức thành quả. Về phần súp thì cũng tạm ổn. Tạm ổn ha. Nhưng về phần rau củ thì hơi lớn. Qua cái sự nhận xét đến từ anh Dũng thì em cảm thấy là cái sự tự tin nó thể hiện rõ trên gương mặt của chị Phượng. Đó, như là có cửa thắng rồi.